Tập 38. Đừng nghĩ nữa. Xin chào. Này lão họ Mã, ông đừng có giả bộ tử tế nữa thế này chứ, có được không? Tôi thật sự muốn làm việc tốt cho bà con đấy mà, bù đắp tội lỗi trước đây. Ông đừng có đóng kịch nữa mà. Trước đây ông làm những chuyện xấu xa, cướp bóc tiền gạo, tưởng là bây giờ quét đường giả làm người tốt thì chúng tôi sẽ tin sao? Ông hiểu nhầm rồi. Tôi sớm đã rửa tay gắt kiếm rồi, ngay cả sơn trại cũng giải tán rồi. Giải tán rồi à? Tối qua bọn chúng còn đi cướp nữa kia kìa. Ông định lừa thần gạt quỷ gì chứ? Tối qua lẽ nào lại chính dĩnh? Cái thằng thối tha. Hôm nay bản đại dương không cho ngươi một chút khi dị không được, thì ngươi sẽ không biết sự lợi hại của bản đại dương. Dù cho hôm nay ngươi giết ta, thì sau này còn 100, 1000, 1 vạn, ta sẽ tiếp tục đối đầu với ngươi. Chết đến nơi rồi. Hai người, cậy mồm nó ra cho ta, kéo lưỡi nó ra. Các ngươi muốn làm gì hả? Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Dừng tay. Cha, sao cha lại đến? Cha đã bảo con đừng có làm những cái chuyện hại trời hại đất, con lại không nghe. Thả cậu ta ra. Con không thả. Chính dĩnh nghe lời thả cậu ta ra. Cha, con nói rồi không thả. Con không thể thả thằng khốn này. Con thật sự không thả. Được rồi, đưa dao đây cho cha. Tự lão già này sẽ thả. Đại ca, đưa ta. Cha, cha không được thả thằng khốn này. Nếu con cản cha, thì hãy dùng con dao này mà đâm chết ta đi. Lẽ nào con muốn làm một thằng nghịch tử? Cha, cha. Con đó đã tạo nghiệp chướng rồi đấy. Mau đi thôi. Có thể đi càng xa càng tốt. Đa tạ, mau đi đi. Ngươi không được đi. Cha vẫn còn có câu này. Con đâm ta thì có thể ngăn được cậu ta lại. Cha, cha uống nhầm thuốc hay sao hả? Muốn cải tạo quy chính đó là chuyện của cha. Cha đừng có quản con có được không? Ta không quản mày. Tao có thể dương mắt nhìn mày bị trời phạt như là cha mày hay sao? Trời phạt? Lần nào cha cũng nói với con là trời phạt. Rốt cuộc là phạt cái gì? Nếu thật sự có trời phạt thì tối qua sẽ đã đánh. Tại sao con lại không bị đánh trúng? Con đấy hả? Đó là con may mắn. Ông trời sẽ không đối xử với con như thế này hàng ngày đâu. Đợi đến khi bị trời phạt rồi, con hối hận cũng không kịp nữa đâu. Con không thèm đôi co với lão già hồ đồ với cha nữa đâu. Chính dĩnh, chính dĩnh, cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Cha mẹ đừng có cản con, để con đi ra ngoài. Con gái à, nhu nhu của ta, con vừa mới tỉnh lại là muốn đi tìm tên cầm đầu bọn sơn tặc đó rồi. Sao chúng ta lại không cản con chứ? Đúng rồi đó con gái, một đứa con gái như con không nên gần gũi với mấy cái tên thổ phỉ để làm gì. Ngoan ngoãn ở nhà với cha mẹ, đừng có chạy lung tung. Nhưng mà con, thật sự con có chuyện rất là quan trọng phải làm. Không những con lo cho Tùng Vũ ca, con thật sự còn phải hai người để cho con đi đi. Con đó, con gái như con lớn như thế này còn chưa ra ngoài bao giờ thì biết làm cái gì hả? Đúng đấy, chị Nhu à, con ngoan đi nào, nghe lời cha mẹ đi, ở nhà với mẹ. Được rồi, con thực sự có chuyện quan trọng phải làm mà. Hai người thả con ra đi, để con đi đi. Cha, cha làm cái gì thế hả cha? Sao lại trói con? Cha, cha, Nhu Nhu con ngoan đi, nghe lời cha. Con còn nhỏ không hiểu chuyện, cha mẹ không muốn làm hại con, hiểu chưa hả? Cha mau thả con ra đi. Tùng Vũ ca, Tùng Vũ, Tùng Vũ, con làm sao vậy? Tùng Vũ ca, Quynh bị làm sao rồi? Khương bá, cháu bị thương chút xíu. Phu nhân, bà mau đưa chị Nhu về phòng để tôi chăm sóc nó. Đi nào, chị Nhu đi thôi. Mẹ, mẹ thả con ra đi mà. Nghe con nói đi, mẹ đừng nói nữa. Chị Nhu,
Con phải hiểu, cha mẹ là bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này. Cha mẹ làm như vậy là không phải là vì muốn tốt cho con sao? Đám sơn tặc đó không phải là người tốt, giết người không chớp mắt. Cha con nói đúng, ngay cả cái tên cũng bị chúng làm dơ bẩn, bị tổn hại thanh danh, đừng có gây rắc rối với chúng nữa. Con có biết không hả? Ngoan ngoãn ở nhà đi, nghe lời mẹ biết chưa? Mẹ hãy nghe con nói đã. Nghe lời, không được ra ngoài. Mẹ quay lại đây, nghe lời đi, mẹ. Phải làm sao đây? Thỏ ơi, thỏ ơi, thỏ. Thỏ ơi, bao ra đây cho tôi. Tôi đến đây rồi. Cô bé bé cái mồm cho tôi nhờ. Để mẹ cô nghe thấy. Tai của tôi không bị điếc. Được rồi, tôi biết rồi. Cuối cùng cô cũng ra. Cởi trói cho tôi đi nhanh lên. Cô công chúa thân mến, cho tôi hỏi một câu. Ký ức của cô không phải là đã hồi phục rồi chứ? Phải, ký ức của tôi đã hồi phục rồi. Mau cởi trói cho tôi đi. Đừng lèm bèm nữa. Nếu ký ức của cô đã hồi phục rồi thì vậy xin hỏi cô có thể dùng pháp thuật không? Phải, mau cởi ra đi. Có pháp thuật cô không tự cởi còn bảo tôi giúp, cô thật là đần quá đi. Đúng rồi, tôi có pháp thuật. Tôi có thể tự cởi trói. Không nói thì tôi quên mất. Nhanh nhanh lên đi. Được rồi, vậy thì tự tôi cởi. Mở. Thích sách, sao con lại làm tôi hiện nguyên hình hả? Mau biến tôi lại như cũ đi. Sao lại thế? Mau lên biến à. Đợi nha. Tôi phải nghĩ thần chú. Mau lên, mau lên. Biết rồi, biến. Tôi ghét ếch nhất đấy. Thích phách, cô làm cái trò gì đấy hả? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Cô để cho tôi nghĩ lại nha. Làm sao đây? Đại phu sao rồi ạ? Không ảnh hưởng đến xương cốt. Để cậu ấy ngủ một lát. Chỉ cần thay thuốc đúng giờ, uống thuốc đúng giờ thì không có vấn đề gì lớn đâu. Đa tạ. Vậy tôi xin phép. Mời, đi thông thả. Đại ca uống nước đi. Đại ca, huynh nghĩ xem, chúng ta trước đi cướp bóc, chỉ cần hô một tiếng là bọn họ sợ rúm rò như là rùa rụt cổ, muốn vinh quang bao nhiêu có bấy nhiêu. Không phải nào, hơn nữa, chính Vĩnh làm như vậy cũng xuất phát từ lòng hiếu thảo của cậu ấy với huynh. Cậu ấy không muốn cha con huynh bị người ta coi thường, thế nên mới tập hợp mọi người lại. Huynh nên hiểu dụng ý của cậu ấy thì mới phải. Những thứ để nói ta đều biết, và đương nhiên là ta cũng hiểu. Nhưng phạm lẽ trời, cậu có biết không, ta luôn không muốn chính Vĩnh tạo ác như ta. Đại ca, thì ra huynh lo chính Vĩnh giống huynh. Đàn ông sinh con. Đại ca, để cứ tưởng là huynh muốn giết người diệt khẩu cơ, ta không cho người nói. Lần sau ta không tha đâu đấy. Đại ca, huynh không thấy là chuyện này lạ sao? Trời đất này bao nhiêu là kẻ xấu xa, chẳng ai bị báo ứng. Có một mình huynh. Ta nào phải là thần tiên, làm sao mà biết chứ? Đại ca, thật ra là với trí tuệ có hạn của đệ, đệ cảm thấy có khả năng là ông trời muốn cho huynh một đứa con. Nhưng mà huynh không có vợ, thế nên mới phải dùng cách đó tặng cho huynh một thằng con trai. Không đúng, không đúng. Làm sao mà có thể? Chuyện này tuyệt đối không được để cho nó biết. Nếu không, nó sẽ nghi ngờ cha nó là yêu tinh. Để đề phòng bất trắc, ta nhất định phải bắt chính Vĩnh giải tán sơn trại. Đại ca, nếu mà huynh thật sự lo lắng chính nghĩa giống huynh sinh ra một đứa con thì thế này không đơn giản hơn à? Huynh lấy cho nó một cô vợ thì tự khắc bụng nó không thể to lên rồi sinh ra con, không đúng sao? Hắc cậu nói cũng có lý. Có điều tìm một nàng dâu giúp quản lý chính Vĩnh đúng là ý hay.
chính dĩnh. Cha tìm con như có chuyện muốn bàn. Chính dĩnh, con trai. Tính khí này của con giống ai vậy hả? Làm cha muốn nói chuyện với con trai mà không được sao? Cha, nếu cha còn muốn con giải tán sơn trại thì không cần phải nói đâu. Cha hiểu, nhưng cha không muốn con làm sơn tặc. Nếu cha muốn con tiếp tay làm điều ác cho cha thì lúc đầu cớ gì mà cha giải tán sơn trại chứ? Vậy lúc đầu tại sao cha lại giải tán sơn trại? Lý do này cha đã nói rất nhiều lần là các con không chịu nghe, đều tại ta quá hiền. Nếu không như thế này nha, cả hai đều nhường một bước. Chỉ cần con chịu lấy vợ, sau này con muốn làm gì thì cứ làm, muốn làm thì làm, cha tuyệt đối không can thiệp, có được không hả? Lấy vợ, chuyện này dễ. Con lập tức xuống núi cướp một cô gái về đây để bái đường thành thân, không phải là không xong sao? Chuyện này con lập tức đi làm ngay. Đợi, con tưởng rằng làm con dâu của Mã Bảo Thành đơn giản như vậy hả? Ta có điều kiện đấy. Điều kiện gì? Cô gái này không thể là con cướp ở trên núi được. Nhất thiết phải là cam tâm tình nguyện lấy con, thế mới được tính. Và hà tất gì phải thế? Có đấy. Nó tương lai sẽ là mẹ của những đứa cháu bảo bối của ta. Nó bất kính với lão già này cũng chả làm sao hết. Nhưng nó cư xử không tốt với cháu của ta thì ta không thể tha thứ. Cha nói cũng có lý lắm. Vậy được, con đồng ý. Có điều là cha nói những lời phải giữ lấy lời đó. Đợi con thành thân xong, chuyện sau đó cha đừng có quản nữa. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, cha đồng ý với con, nói lời giữ lời. Có điều bây giờ con cũng lớn rồi, con phải chấp hành giao ước của con. Đương nhiên. Sao lại thế? Thỏ ơi, cô biến tôi thành một đống như thế này rồi. Rốt cuộc là cô làm sao thế hả? Mau biến tôi trở lại đi. Đúng thật là. Đừng có nóng, để tôi nghĩ kỹ lại cho. Những thần chú trước đây tôi đều nhớ nhầm hết cả. Mau lên đi. Bà đang làm gì vậy? Tôi thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Một mình ở trong phòng tự nói chuyện thế là sao? Là sao hả? Con gái quả thật là hơi không bình thường, nhưng mà nó là con của chúng ta. Vài hôm nữa tôi vào thành tìm vài đại phu chuyên chữa bệnh về đầu óc kiểm tra xem sao. Đứa bé đáng thương. Đi thôi. Đại phu dặn là đun thuốc cho Tùng Vũ. Tôi đã đun xong rồi. Bà theo tôi dạy bà làm. Đợi một lát nữa bà mang vô cho Tùng Vũ đi nha. Hình như tôi đã nhớ ra rồi. Câu này cô đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi nhớ ra rồi. Lần này nhất định là hãy tin tưởng tôi. Đợi một lát nha. Biến. Thấy chưa, tôi nói không sai chứ. Biến lại rồi. Cô làm tôi sợ chết đi được ý. Lần sau đừng có nghịch ngợm lung tung nữa đi. Tôi đã bảo là biến được cô trở về như cũ mà. Đúng rồi, cởi trói hộ tôi đi, mau mau. Tại sao tôi lại phải cởi trói hộ cô? Bây giờ cô có thể biến tôi trở lại được rồi. Cô lại quên mất là chuyện làm phép được à? Đúng rồi, sao tôi lại quên được nhỉ? Để tôi tự cởi. Cởi.
Đấy, xong rồi đây, cởi được thật này. Được rồi, đừng có mừng rỡ quá sớm, tôi nói cho cô biết. Chúng ta bây giờ còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành, gấp nhất chính là mau tìm cây phất trần về. Nếu không thấy cây phất trần đâu, thì cô gây họa cho tôi rồi đó, tôi cũng bị liên lụy, mà cổ công chúa cũng không tránh khỏi liên lụy, có hiểu chưa? Cũng không tránh khỏi liên lụy, hiểu chưa? Nghiêm trọng đến thế. Thế chúng ta mau đi thôi, đợi đã, xin cô đấy đừng có lỗ mãng như thế nữa. Đừng kích động như vậy. Sao thói quen này của cô không chịu sửa đi hả? Đừng có trách tôi lắm lời. Tôi nói cho cô biết, hồi đó chính vì cô lỗ mãng và kích động nên mới bị thần điêu ăn mất đấy, biến thành quả trứng đến trần gian, nên giờ mới lắm sắc rối như thế này, mới lắm phiền phức đấy hả? Làm tôi cũng chẳng được yên. Thằng lớn à, sao cô lắm mồm thế? Cô nói nhiều đến mức miệng của cô run run kìa. Thế nó đi nói lại, rốt cuộc cô muốn nói gì? Cô động não một tí đi, nghĩ một tí được không hả? Tôi nói cho cô biết, cha mẹ của cô có phải là không muốn cho cô ra ngoài không? Đúng rồi. Nếu mà họ đã muốn cho cô không ra ngoài, mà giờ cô đi ra thì sẽ bị họ phát hiện. Họ phát hiện rồi thì sẽ lại bị trói, thế không phải là vô ích à? Phải, không sai. Ý của cô là... Vậy là ý của cô muốn tôi trói cha mẹ lại à? Cô thật là xấu xa, nhất định là tôi không làm như thế đâu, tôi không đồng ý. Cô uống nhầm thuốc hả? Tôi trói cha mẹ cô làm gì? Tôi thừa hơi thế, tôi độc ác thế hả? Đúng rồi, ý của tôi bây giờ cô đi mau giải thích với cha mẹ của cô, giải thích ngọn ngành, thân phận thật của cô cho họ biết. Rồi nói tiếp là chúng ta đến trần gian là để làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ nếu như thế không được thì dứt khoát tôi sẽ hiện thân trước mặt họ, để họ biết là toàn bộ chuyện này là sự thật. Thì được đó, tôi thấy được đó. Nào đi thôi. Nóng quá, nóng chết đi mất. Ôi, bà bê được không? Nóng quá. Mẹ, sao rồi? Tay của tôi, mẹ không sao chứ hả? Để tôi xem, tay của tôi nóng chết mất rồi. Chỉ như không phải ta đã lấy dây trói con lại rồi sao? Sao con lại chạy ra đây? Cha mẹ, mỗi cái dây thừng làm sao mà giữ được con chứ? Con là... Được rồi, có phải là con định nói con là phận thân của hồ ly tinh tu luyện 666 năm rồi hay không? Cha càng ngày càng thông minh rồi đấy, đã biết là con gái định gì. Chỉ như mà đừng nói nữa. Con xem kìa, làm cho mẹ sợ đến nỗi làm đổ bát thuốc nóng luôn. Lát nữa lại phải đi đun bát mới. Tùng Vũ còn đang đợi uống thuốc đấy. Có phải là Tùng Vũ ca bị thương nặng lắm không ạ? Bọn người này sao lại đánh Tùng Vũ ca đến nỗi này chứ? Thật là quá đáng nữa mà. Cha mẹ, không sao hết. Chỉ cần là con thi triển pháp thuật, Tùng Vũ ca sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Được rồi, cha. Cha, Tùng Vũ, đừng có nghe nó nói linh tinh. Giờ cả ngày nó cứ nói nhăn nói cuội ghê gớm lắm. Cháu đừng thấy lạ, cháu thông cảm nha. Khương Thúc lập tức đi đun thuốc lại cho cháu đỡ nha. Cha này, việc này thì cha cứ ở lại đây, hai người nhìn cho rõ. Con bé này đúng là... Sao, tin chưa? Việc này... Thế là thế nào? Ông lão, ông có thấy không? Cháu không sao rồi. Tùng Vũ sao lại có thể cháu khỏi rồi. Đúng là khỏi hết rồi. Cha mẹ con đã nói rồi, con không nói dối mà. Mọi người xem tiếp nha. Khỏi thật rồi. Cái này ôi, mắt của mình có phải bị hoa rồi không? Cái chén, cái ghế đều đang chuyển động. Đúng thật là quá khó hiểu. Không chỉ khó hiểu thôi đâu. Bá mẫu à, đây đúng là thần tiên hạ phàm. Bây giờ mọi người đã tin chưa? Mọi người đã thấy chưa? Ôi, chúng tôi có mắt không trọng. Không biết đại tiên ở đây. Đại tiên, nếu có gì mạo phạm, xin đại tiên lượng thứ.
cha mẹ, mọi người mau đứng lên đi. Hai người là cha mẹ của con, sao lại quỳ với con? Như thế chẳng phải là con bất hiếu hay sao hả? Con gái à, con làm thần tiên thì không làm, sao con lại chạy đến đây làm con gái của chúng ta làm gì? Đúng vậy, con nói cho mọi người biết, thật ra con biến thành người phàm là để làm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chính là tìm một cây phất trần về. Cây phất trần đó thật ra là của chú sinh nương nương. Chỉ vì tại con nghịch ngợm quá, con ăn trộm để nghịch. Cây phất trần đó là pháp khí rất quan trọng của bà ấy. Bởi vì chuyện sinh đế của người trần đều do cây phất trần đó phụ trách. Con hứa với nương nương nhất định là phải tìm cây ấy về. Và sau đó chẳng biết tại sao mà con lại đến trần gian. Con đã thề nhất định là phải tìm được cây phất trần về. Chỉ có như thế chú sinh nương nương mới không trừng phạt con. Sự việc là như thế đấy. Chú sinh nương nương, tiên nữ cây phất trần, chú sinh nương nương rất là tốt. Chú sinh nương nương tốt lắm ạ. Bà ấy vì lo con gây họa còn phái đến một người để giúp đỡ con từ ở bên trong. Người đó con gọi là thỏ lớn. Thỏ lớn, đến đây, thỏ lớn. Đến rồi, chào mọi người, đây chính là thỏ lớn. Thỏ lớn gì? Sao ta không thấy? Ở đâu đây? Sao lại không nhìn thấy? Thỏ lớn đứng ở đây này. Tôi quên mất, bây giờ tôi là thần tiên, vẫn chưa thi triển pháp thuật, bọn họ không nhìn thấy tôi. Đợi chút. Yêu quái. Cô ấy không phải là yêu quái. Cô ấy là thỏ lớn, là người bạn đó mà chú sinh nương nương phái đến cho con. Thật là xin lỗi các vị, tôi đã làm cho mọi người phải sợ hãi rồi. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi không phải là yêu quỷ hay là quỷ quái gì đâu, mà tôi là thần tiên. Thần tiên thỏ là bông hoa kỳ lạ của tiên giới, là chí tôn của tiên giới. Vì lão tiên sinh này nếu còn nói tôi là yêu quỷ ma quái, đừng trách tôi là không khách khí đấy. Được rồi, ban nãy thích phách đã giải thích ngọn nguồn toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, nên bây giờ thì mọi người chắc là đã hiểu hết rồi. Thì mọi người sau này đứng sang một bên mà nhìn, đừng có cản trở chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Vì cô nương đứng trước mặt mọi người đây, thân phận thật sự của cô ấy là một phần của cơ thể cửu muội, con gái út của Bạch Đại Dương tộc Hồ Ly. Thế nên ngại quá để cho hai vị hiểu lầm, cô ấy không phải là con gái của hai vị, càng không phải là Chỉ Nhu, xin lỗi nhé. Chẳng trách là trước đây có như thế. Chúng tôi biết rồi. Được rồi, thích phách, chúng ta đi thôi. Đi hoàn thành nhiệm vụ thôi, đi đâu? Đi mang cây phất trận về, còn không phải nữa sao hả? Đi thôi, con đi đây nhé, tạm biệt. Chỉ Nhu. Tại sao nó lại chạy nhanh thế? Cũng không thèm đợi chúng ta. Cứ tưởng là ông trời rủ lòng thương chúng ta, ban tặng hai ông bà già chúng ta một đứa con. Thật không ngờ, nó lại là hồ ly tinh thách phách. Điến thành, thật ra thì chúng ta đã sớm nhận ra Chỉ Nhu không phải là đứa trẻ bình thường. Chỉ là lúc mà chúng ta lúc nào cũng tự lừa phỉnh bản thân thôi. Vậy Chỉ Nhu ban nãy nói như vậy thì đợi khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy không phải là sẽ rời xa chúng ta hay sao hả? Ông lão à, ông đừng có trách tôi nghĩ không thông. Là tôi không nỡ mà. Không đâu, bà đừng có khóc nữa. Phải đó, bá mẫu à, chắc tin là Chỉ Nhu sẽ không đi đâu. Bá mẫu đừng đau lòng. Cho dù Chỉ Nhu ấy có đi thật thì hai người vẫn còn tùng dũng mà. Cháu nhất định sẽ thay thế Chỉ Nhu hiếu thuận với hai người. Thưa bà con cô bác, con trai chính diễm của tôi là một nhân tài học rộng hơn người. Xin các vị bà con cô bác trong nhà có khuê nữ chưa xuất giá, chi bằng sớm những ngày hỷ kết liên duyên, tác thành một mối duyên đẹp. Thỏ lớn, cô nhìn kìa, ở bên đó sao mà đông người thế nhỉ? Thưa bà con cô bác, con trai chính diễm của tôi là một nhân tài học rộng hơn người, hy vọng có thể kết duyên với khuê nữ nhà nào đó, tạo nên mối hỷ sự liên duyên, tác thành chuyện vui. Cô xem cái người ở bên kia, cô thấy không, tóc anh ta bạc trắng đó, hay là yêu quái? Nhìn gì mà nhìn,
Người mới là yêu quái, không phải là sơn tặc đó sao? Trong bộ dạng sao giống tỷ võ Chiêu Thân thế? Chiêu Thân à, tôi biết rồi, Chiêu Thân nhất định là ông bà Bảo Thành đó muốn tìm hôn sự cho con trai của ông ta. Chúng ta hãy nắp đi nghe ngóng xem sự việc rốt cuộc là như thế nào, và sau đó bàn tiếp kế hoạch. Được rồi, được. Thưa bà con, tôi nói đều là lời thật lòng. Đi mau, tôi thật sự không có lừa mọi người đâu, muốn ăn rắn mà. Thưa bà con, tôi hy vọng là mọi người có thể qua đây xem. Các ông già, các bà thím, nếu mà nhà ai có con gái mà bản dương đây nhìn lọt mắt xanh thì là phúc phần tám đời nhà của các người đó. Tốt nhất là các người đừng có không biết tốt xấu, nếu không thì đừng có trách bản dương ra tay vô tình đó. Đi, con nói dối dẫn gì thế? Thái độ như con khuê nữ nhà nào mà dám gả cho con chứ? Đúng là làm cha tức chết mà. Thưa bà con trai của tôi chỉ đùa với mọi người thôi, mọi người đừng có để bụng. Thỏ lớn, đột nhiên tôi cảm thấy đây chính là cơ hội cực tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Cơ hội gì? Không phải là bọn họ đang chiêu thân sao? Vì chúng ta chủ động đến, tôi giả vờ lấy hắn, đợi bái đường xong, đến đêm động phòng hoa chút thì tôi sẽ ăn trộm cây phất trần về. Như thế không phải là hoàn thành nhiệm vụ rồi hay sao hả? Con trai chính nhĩnh của tôi là một nhân tài học rộng hơn người, chẳng trách mà não cô có quả dưa thông minh thế. Được được rồi, cứ thế mà làm đi. Đi nào. Có phải là các người đang cầu thân không hả? Xin hỏi cô nương là tôi. Tại sao lại là cô? Làm sao à? Con quen gì cô nương này à? Đương nhiên là không quen rồi. Không sao, chưa quen thì cũng không vội. Quan trọng là chỉ nhu nhà của chúng tôi để ý công tử nhà ông lâu rồi. Không biết là có thể nhân dịp này gả chỉ nhu nhà tôi cho công tử nhà của ông không vậy? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Cô ta muốn lấy ta. Việc này sao công tử này ngạc nhiên thế? Nào, để tôi giới thiệu nha. Cậu coi nè, chỉ nhu nhà tôi dung mạo xinh đẹp như hoa, đức tài có dư, ôn hòa hiền thục, tính cách dịu dàng, đúng là tiêu chuẩn của phụ nữ lương gia. Cũng không biết là có thể là có cơ hội kết thành hôn sự không. Chính Vĩnh, có cô nương muốn lấy con, lại còn xinh đẹp như thế này. Nếu con không phản đối, cha cũng đồng ý hôn sự này. Con đồng ý hay không thì nói một câu xem nào. Con nhỏ tên Chỉ Nhu này nhất định là có vấn đề. Mình nghĩ là mình không thể sơ suất coi thường nó được. Cha, nào nào, con nói chuyện với cha một chút nha. Cô nương Chỉ Nhu đó, con nhìn ngang ngó dọc đều thấy là không ưa, làm sao mà lấy cô ta được? Không phải chứ, chưa thấy được mà. Con mặc kệ, dù sao đi nữa thì duyên trung thân đại sự của con trai cha phải thận trọng mới được đó. Rốt cuộc thì con muốn như thế nào? Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người của bọn họ, con sẽ chọn cô nương đứng cạnh Chỉ Nhu. Con lại còn kém chọn nữa, có phải là họ đang nói xấu chúng ta không? Bà thế nào rồi ạ? Có gì không vừa lòng với tiểu thư nhà của chúng tôi sao hả? Để lỡ mất vụ này là không còn vụ nào ngon hơn nữa đâu, có đúng không? Đúng rồi, vì cô nương Chỉ Nhu này thông minh hiền đức, điểm này thì không cần phải nghi ngờ gì cả. Tôi rất thích, đa tạ bác phụ khen ngợi. Tuy cô ấy được ông thích, nhưng mà hôn sự này thành hay bại chủ yếu là ở công tử nhà ông. Có thích là sự nuôi nhà chúng tôi hay không thôi thì cũng đúng đó. Thằng con trai này của tôi cũng rất thích. Có điều là con trai của tôi nói là thích cô ấy. Cái gì? Cô? Đúng vậy, tại hạ đúng là rất thích. Có điều là không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào. Tôi Người nói là người thích cô ấy hả? Mắt của người cái kiểu gì thế hả? Làm sao, chẳng nhẽ ta không xinh đẹp bằng cô ấy sao hả? Tên mã chính dĩnh đáng chết này đúng là mắt chó đấy mà. Thôi bỏ đi, tức giận trong lúc quan trọng này thì cũng vô dụng thôi. Chẳng thà thành toàn cho thần thỏ và mã chính dĩnh. Chuyện tốt này dù sao thì cũng đạt được mục đích. Người thích cô ấy. Vậy ta nói cho người biết,
Cô ấy là tỉ muội tốt của ta. Cô ấy tên là Chỉ Liên. Nếu mà nếu muốn cưới cô ấy thì chúng ta còn phải phải suy nghĩ đã. Đi. Cô nương có thể thương lượng mà. Cô nương lần sau hãy nói. Cô nương, chuyện này đúng là quá hoang đường rồi. Tôi đã không đáp ứng cô đâu. Cô đừng có khuyên tôi nữa. Cô buông tay tôi ra, khuyên được không được hả? Chuyện này tôi đã nói với cô rồi, làm sao mà có thể chứ, để tôi gả cho Mã Chính Dĩnh. Chuyện quá hoang đường, đừng khuyên tôi nữa. Dừng lại đi. Cũng không phải là bắt cô thật sự gả cho hắn, chỉ cần giả vờ gả cho hắn. Hai người cũng không bắt buộc phải làm gì, có đúng không hả? Mục đích gả cho hắn chỉ có một, chính là lấy lại cây phất trần kia, rất là đơn giản. Không thể được. Bất kể là sự thật gả cho hắn hay là giả vờ gả cho hắn, một vị thần tiên xinh đẹp như ta để gả cho một chàng trai, chuyện này hát chẳng phải là rất buồn cười hay sao hả? Quá hoang đường rồi. Tôi không thể giúp cô được. Người mà hắn ta thích là cô. Nếu mà hắn thích tôi thì tôi đã đồng ý với hắn rồi. Cô có thể đừng có xúc động thế, có được không hả? Cô là cô gái truyền thống mà. Người ta thích cô liền gả cho người ta sao? Hơn nữa tôi không phải là cô. Tôi nói cô biết, trọng điểm của chuyện này là họa do cô tự mình gây ra. Vì sao bắt tôi phải giúp cô? Cô không để người khác nghỉ ngơi một lát được rồi. Cô xem, cô thật là lắm điều. Nếu cô nói như thế này thì không thể thành thân được. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Quả này do cô gây ra. Tôi hết lần này đến lần khác cảnh cáo cô, nhưng mà cô ngoan cố không sửa, tiếp tục để chơi đùa, không ngừng rước quả vào thân. Tôi quay về, bên trong con thỏ gỗ đây, tạm biệt nhé. Tôi không giúp cô đâu. Đợi đã, thỏ lớn à? Cô giúp tôi bao nhiêu lần rồi, lần này cô giúp tôi lần cuối cùng này thôi mà. Lấy lại cây phất trần kia có được không? Cô mà đừng có cố chấp thế, cô phải học cách biến đổi. Không thể được. Tôi nói cho cô biết, lần này tôi đã quyết tâm rồi, sẽ không giúp cô nữa đâu. Cô nghe rõ hộ tôi. Tiếp theo, nếu cô không thể hoàn thành hôn sự với Mã Chính Dĩnh, cả đời này sẽ ở trong con thỏ gỗ, vĩnh viễn không ra ngoài, vĩnh viễn hưởng phúc. Đừng mà, tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Đừng. Thỏ lớn. Thỏ lớn. Thỏ lớn. Tức chết mất thôi. Dám bỏ mặt một mình ta ở đây, không giúp tôi thì thôi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Tôi nhất định sẽ lấy được cây phất trần về. Khách quan, đi thông thả. Con xem con kìa, một cô nương tốt như vậy, người ta muốn gả cho con lại không đồng ý. Mời. Cô nương, nào, mau ngồi xuống. Thật là trùng hợp quá. Cho một cái chén, đến đây. Cô kia, ngồi đi. Người lúc nãy đi cùng với cô, ngài muốn nói đến là Chỉ Liên cô nương đó sao? Đúng rồi. Chỉ Liên cô nương từ lúc biết được Mã công tử có ý với cô ấy thì cảm thấy là vô cùng xấu hổ. Thật ra hai vị có điều là không biết vì Chỉ Liên cô nương đó, cô ấy trước đây đã là vợ của người ta, nhưng mà không được bao lâu thì đã bị nhà chồng hô rồi. Nguyên nhân chuyện này chủ yếu là do cô ấy không sinh được đứa con nào cả. Cô ấy gả đến đó cũng hơn một năm rồi, nhưng mà cô ấy cũng vẫn không sinh được con. Vì thế mẹ chồng rất không hài lòng, cho nên bây giờ cô ấy thật không thể ngờ, Chỉ Liên cô nương trông thật là thông minh lanh lợi, lại có thân thế như vậy. Đúng đấy, Chỉ Liên cô nương này là tỷ muội tốt của tôi. Cô ấy cũng bảo tôi thay cô ấy cảm tạ tâm ý Mã công tử dành cho cô ấy. Nếu như Chỉ Liên cô nương không thể gả được, nếu ngài không chê thì tôi có thể thay thế cô ấy. Ý của cô nương là, ý của tôi là, ngài thấy tôi tướng mạo cũng không tồi. Quan trọng hơn là tôi rất khỏe mạnh. Sau khi gả đi, tôi nhất định sẽ sớm sinh một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Nếu như tôi thật sự có thể gả cho Mã công tử, tôi đảm bảo trong một năm sẽ sinh cho ngài một đứa cháu mập mạp. Có được không vậy? Chính Dĩnh à, cô nương tốt như vậy, đã thông minh lại xinh đẹp, còn rất vui vẻ nữa. Con xem, trên đời chỗ nào chẳng có hoa thơm. Cha nói cho con biết, cha đã quyết định rồi. Mã công tử, sao huynh lại than ngắn thở dài thế chứ? Lẽ nào huynh vẫn còn không hài lòng về điều gì sao? Tôi đương nhiên là không hài lòng rồi.
Cô nhìn những cô nương khác, họ đều yếu đều yêu thiết tha. Lại còn nhìn cô xem, căn bản là một nha đầu miệng còn hôi sữa. Còn cố ý ở trước mặt cha tôi bày ra bộ dạng hiền thục, hiểu chuyện như thế. Tôi thấy cô thật chất là một mụ giả soạt. Ngươi, cô ăn nói lên cái gì thế? Không được vô lễ. Cha, cha vẫn nên từ bỏ chuyện này đi. Cho dù nữ nhân trong thiên hạ này đều chết hết thì con cũng không cưới cô ta làm vợ đâu. Mã Chính Dĩnh, ngươi có gì tài giỏi? Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, theo ta thấy căn bản là không có ai muốn gả cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi đấy hả? Ngươi là một tên sơn tặc. Ngươi nhìn ngươi xem bộ dạng xấu như vậy, tóc còn kỳ dị như vậy, ngươi rõ ràng là không biết tự nhận thức bản thân. Dạ, cha đã nhìn thấy rồi chứ. Vì cô nương này bây giờ càng ngày càng lỗ mãng rồi đó. Tôi nói cho cô biết, Mã Chính Dĩnh tôi là một nhân tài phong lưu tuấn lãng, hơn nữa thông minh hơn người, võ công của tôi lại cao cường. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi đồng ý, cô gái muốn thành thân với tôi, từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia. Tôi cho cô biết, cô nên lo cho bản thân cô trước đi. Tôi thấy Quynh thì cũng thật là mạnh mồm. Nếu đúng là các cô gái muốn gả cho Quynh từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia, vậy thì hôm trước Quynh dán bố cáo xong, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì vậy hả? Nếu như các cô gái muốn gả cho Quynh từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia, thì bây giờ Quynh sao vẫn chưa lấy được vợ vậy? Tôi thấy hay là như thế này đi. Quynh đã nói là Quynh tài giỏi như vậy, Quynh có dám đánh cược với tôi không hả? Muốn cược cái gì? Nếu như thật sự đúng như những gì Quynh nói, từ thôn này xếp đến tận thôn kia, vậy chắc là rất nhanh Quynh sẽ lấy được vợ. Nếu như Quynh thật sự lấy được vợ, vậy tôi sẽ không làm phiền Quynh nữa. Nhưng mà nếu như Quynh không lấy được vợ, vậy Quynh phải lấy tôi. Nhà đầu thối nhà cô lại biết dùng kế kích tướng. Được, muốn cược vậy thì tôi cược với cô. Nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Là điều kiện gì nói đi? Nếu như cô thua, cô phải làm hạ nhân của tôi, phải làm trâu làm ngựa cả đời cho tôi. Chính Dĩnh, một lời đã định. Được, bắt đầu từ bây giờ, kỳ hạn một canh giờ. Chỉ như cô nương, cô hả thua chắc rồi. Tôi sẽ chờ xem. Cha, bây giờ con đi tìm vợ. Còn cha, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đợi tin tốt lành của con. Chính vậy. Vậy tôi đi trước đây ạ. Được, cáo từ. Được. Vụ cá cược này rất là hay. Nếu cứ như vậy, cho dù Dĩnh như cược thắng hay là cược thua, mình đều có con dâu cả. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót tôi với. Đúng là nói khoác một tấc lên tận trời. Cho dù mình anh tuấn khoác đạt là thật, võ nghệ hơn người cũng là thật, nhưng mà trong một canh giờ tìm được một vị cô nương chịu gả cho mình cũng khó quá đi. Cầu xin các vị rủ lòng thương, xin hãy cứu tiểu nữ. Gia phụ bất hạnh qua đời, tôi không nơi nương tựa. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót, có thể mua ngọc xuân. Cầu xin các vị rủ lòng thương, thương xót tôi với. Đúng là ông trời giúp mình rồi. Chỉ cần mình mua cô ta thì không phải là có phu nhân rồi sao? Dù các cực này ta thắng chắc rồi. Ngọc Xuân nguyện bán thân làm nô, làm trâu làm ngựa, không quán không hận. Cầu xin mọi người, cô nương, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô. Tôi đồng ý giúp đỡ cô, nhưng mà tôi không cần muốn cô làm trâu làm ngựa. Tôi chỉ cần cô đáp ứng tôi một điều kiện là được rồi. Chính là làm nương tử của tôi. Tôi bảo đảm sau này nhất định sẽ cho cô sống được những ngày tốt đẹp. Ngươi không phải là Mã Chính Dĩnh sao? Là sơn tặc ấy. Khi gia phụ còn sống, ghét nhất là hạng người ức hiếp kẻ khác, hung hãn bất lương. Ta quyết không thể gả cho một tên sơn tặc. Được, cô không chịu gả thì thôi. Nhưng mà cha cô đến bây giờ vẫn chưa được an táng. Cô nhẫn tâm để cho mấy tiếp tục chịu khổ hay sao hả?
ta đừng chỉ biết khóc như thế. Cô thân là con gái của cha, nếu như cô không thể để cho máy yên nghỉ nơi chính suối, lương tâm của cô có cho phép cô hay không vậy? Được rồi, vì cha ta đồng ý gả cho người. Thật sao? Tốt, tốt quá. Bây giờ tôi dẫn cô đi. Tôi đến tiền trang để lấy tiền. Đi đi nào, đi thôi. Đi nào. Ngọc Xuân, cô ở đây đợi tôi. Tôi vào trong lấy được tiền sẽ ra ngay nha. Sao lại trùng hợp như vậy? Bỗng dưng lại có người muốn bán thân an táng cho cha. Không được, mình phải mau chóng nghĩ cách ngăn cản mới được. Nhưng mà làm cách nào để ngăn cản đây? Mã chính diễm mới được đây. Con thỏ chết tiệt kia, mình ở đây phiền não. Cô ta lại trốn ở trong thỏ gỗ nghỉ ngơi. Bất công quá. Hay là mình lợi dụng Tùng Vũ Ca để đối phó với Mã Chính Dĩnh? Có rồi. Được rồi. Ngọc Xuân, cầm tiền đi. Chúng ta đi thôi. Buông cô ấy ra.